Có muốn dừng cuộc chơi không hay là chơi tiếp? Tôi chốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem liệu bạn ấy có may mắn không nha. Kết quả của chúng tôi chính là cùng tâm trạng với chú Trần Tiến. À, tại vì nhạc sĩ như nhau anh ạ. Yeah, nhạc sĩ thì như nhau. Ừ. Đêm khuya thì nhớ